hai chân mình chán nha, thành công. Mắt phim sách sách cool cho xe hơi về nhà kính, tôi xin trân trọng cảm ơn. Tiếp nhạc sĩ Phạm Trưởng, giám đốc công ty phim cách điện Sách Cool. Thực sự mà nói thì hôm nay Trưởng và Cường đứng ở đây là một niềm rất là vui, rất là hạnh phúc từ những người đam mê về xe cộ, chơi xe với nhau rất lâu rồi, và hôm nay Trưởng và Cường có duyên để tái hợp với nhau, phân phối một cái sản phẩm có thể nói là đem lại sức khỏe cho mọi người, cho mọi nhà, đó là phim kinh nghiệm Sách Cool, và hai anh em đã ký kết hợp đồng. Tôi cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị khách mời ở đây, anh em báo chí, về anh em nghệ sĩ, anh em đại lý và tất cả anh em gara, bạn bè trên toàn quốc đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Tôi xin giới thiệu sơ nét về cái phim cách biệt Sách Cool, xuất xứ và chất lượng như thế nào. Sách Cool là thương hiệu Việt Nam nhưng mà chất lượng của Mỹ, USA. Và sản xuất ở đâu? Xin thưa quý vị báo chí và tất cả anh em ở đây, sản xuất tại nhà máy lớn nhất ở Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước công nghiệp sản xuất cho tất cả những sản phẩm nổi tiếng thế giới, như là iPhone, như là xe cộ và tất cả mọi thứ một cái. Thì nhà máy phim cách nghiệp đặt tại Trung Quốc, và nhà máy đó sản xuất cho hầu hết, theo tôi biết, nhà máy họ chia sẻ với tôi là hầu hết tất cả những thương hiệu nổi tiếng thế giới là họ đã sản xuất. Và tôi đã được tham quan nhà máy, nhưng mà tôi không được chụp hình, tôi không được quay phim, tôi không được chia sẻ những cái tên phim cách nhiệt nổi tiếng thế giới đó mà nhà máy đặt ở Trung Quốc sản xuất. Đó là chính trực, đó là bí mật kinh doanh, hợp đồng kinh tế của nhà máy và một số cái thương hiệu đó, bao gồm có cả tôi. Nhưng mà thương hiệu Việt, thương hiệu của chúng tôi thẳng thắn, rõ ràng và chính trực nói với quý vị là như vậy. Công nghệ tất cả là người Mỹ và công nghệ Mỹ sản xuất nha quý vị. Và chúng tôi được qua kiểm chứng đầy đủ những chất lượng đó. Và cái kiểm chứng quan trọng nhất là quý vị khách hàng, người tiêu dùng và anh em gara đại lý. Anh em hãy tìm hiểu những sản phẩm nào trước khi anh em làm, cũng giống như là tôi mong muốn rằng trước khi anh em đặt bút ký với tôi hay là buôn bán sản phẩm cho chúng tôi phân phối, thì mong anh em hãy tìm hiểu kỹ về chất lượng của chúng tôi. Và quý khách hàng hãy tìm hiểu và trải nghiệm cái sản phẩm của chúng tôi trước khi quý vị quyết định sử dụng sản phẩm. Và sau khi sử dụng sản phẩm, quý vị có quyền phản hồi về chất lượng của chúng tôi. Và tiếp theo là sự bảo hành của chúng tôi lên đến 12 năm. Qua bảo hành, trang bảo hành điện tử của trang bảo hành phim.com là dành cho xe hơi. Bảo hành phim nhà kính.com.vn là của phim để dành cho building và nhà kính. Thì đấy, thì tôi chia sẻ sơ sơ như vậy. Gồm có công nghệ, hai gói phim của chúng tôi có cho về xe hơi là công nghệ nano ceramic quang học 200 lớp. Và một sản phẩm tiếp theo đó là mã siêu cách nhiệt. Nó sẽ gồm 3 thành phần,
Kia Tanium Scooter, UV400 và Nano Ceramic kết hợp trong một tấm phim. Đó là yêu cầu của Setup, đó là yêu cầu của Setcool, yêu cầu nhà máy sản xuất cho chúng tôi chất lượng như thế. Để chúng tôi có một cái độc quyền riêng của chúng tôi, thương hiệu chúng tôi kinh doanh tại thị trường Việt Nam nói chung và thế giới sau này nói riêng. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ một phần như vậy. Bạn có cảm nghĩ gì, phát biểu gì bạn có nói? Thật sự thì hôm nay phòng trưởng cùng với Cường ra mắt cái sản phẩm Setcool này thì nó là một cơ duyên. Phạm trưởng là phụ trách về mảng truyền thông marketing, cho nên là những cái gì về chuyên môn thông số thì tổng giám đốc Cường đã trình bày hết tất cả với các anh chị, các bạn, quý vị báo đài cùng với các đại lý và anh em ở đây hết rồi, thì trưởng cũng không biết nói gì hơn. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ tiếp tục một cái chương trình tiếp theo. Thì cũng như giống như cái công nghệ của chúng tôi mới vừa chia sẻ cùng quý vị ở đây, thì chúng tôi có một số cái bài test về phim kích nhiệt. Thì muốn trực tiếp ở cái buổi giao họp báo đây, chúng tôi sẽ show những cái thông số cụ thể mà cái phim kích nhiệt này được ưu điểm gì và không có ưu điểm gì. Dạ, thì mình sẽ chia sẻ cái bài test đầu tiên là test UV. Thì em sẽ test bằng cái đèn UV light. Khi mà chúng ta để trực tiếp lên cái ống phim cách nhiệt này, nó sẽ, đây anh xem, nó sẽ biến dạng mà nó sẽ bị tím. Đây là phim Setcool XV35 là mã siêu cách nhiệt. Sau khi màn test UV thì hoàn toàn là hình cô gái, không có bị nám. Bây giờ là tới cái màn test ánh sáng xanh, là cái này là nó gây ung thư mắt. Mình chiếu trực tiếp vô con mắt của cô gái ở đây. À, đây là lên ánh sáng xanh là đỏ này. Thì chúng ta test qua cái tô màu phim, qua một cái màn phim là phim thường. Mọi người thấy không ạ? Nó vẫn còn những cái tia độc hại này đi vô. Giờ chúng ta sẽ test cái mã Setcool XV35, là mã này là mã chín sườn đấy anh hiểu. Ta đèn UV light chúng ta chiếu vào. Đã hoàn toàn là không có bị cái ánh sáng xanh. Không có lòn qua được. Trên tờ tiền á thì chúng ta soi vào đây. Đây mọi người thấy không? Nó có hình tờ 100.000. Nó lên UV là 100.000. Rồi chúng ta thử qua cái nung màu phim là phim thường, chúng ta vẫn thấy đúng không ạ? Và chúng ta thử qua cái phim Setcool XV35, hoàn toàn là không thấy luôn đúng không anh? Anh Lâm Vũ, cái đèn lên nhiệt độ á, nó nóng, tạo ra một cái hơi, cái sức gió nó sẽ quay cánh quạt này. Cái trên một tấm kính có dán phim cách nhiệt normal phim phim thường. À, chúng ta để vào đây. Cái cánh quạt nó vẫn quay. Nó vẫn quay. Ok, nó vẫn quay. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mã kính lái của Setcool XV70. Cái mã này nó có độ xuyên sáng cao để cho mọi người quan sát rất là dễ dàng. Và có một cái màu sắc nó trong gần như là không có dán phim. Hình như là không có kính luôn. Dạ. Thì mong quý vị sẽ trải nghiệm về những chiếc xe thực tế công ty đã dán rồi. Thì chúng ta sẽ test nó ạ. Cánh quạt đã ngừng lại đúng không ạ? Và chúng ta mở lên, nó quay tiếp đúng không ạ? Chúng ta để xuống đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ test tiếp tục một cái màn là đo cái nhiệt độ 44-47 độ C. Test cái phim novel phim. Cái một nhiệt độ là chênh lệch khá là lớn đúng không quý vị? Cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ test trực tiếp UV trên cái miếng kính này. Trên miếng kính luôn nha quý vị. Hồi nãy chúng ta test ở trên cái phim có cái mã XV60.
lái. Chúng ta chiếu đèn trực tiếp. Và không có một cái ánh sáng nào bị tìm kiếm. Và chúng ta thử cái normal phim. Nó đã bị tím cái khuôn mặt. Mọi người, em test cái bài cuối cùng vượt qua ải chỗ anh Hiếu VK. Ba thông số trên là UV400. Ở giữa đây là tia hồng ngoại là gây nóng ở bên giữa. Ở dưới là độ xuyên sáng tầm nhìn quan sát của cái kính là phim thường. Là chúng ta sẽ test qua cái máy UV400 và IR và độ xuyên sáng. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Dạ, thì cái này UV400 chỉ có ngăn cản được 50% thôi. Mà IR thì chỉ có loại bỏ được 64% là cái xuyên sáng ở đây. Thường thường mình cũng chia sẻ với quý vị là cái độ xuyên sáng cao thì nó nằm kín lái. Thường thường là trên thị trường rồi, những cái dòng phim cao cấp họ sẽ làm là 60-70 và tối tối xíu á, cho cái khoảng riêng tư đó là 50. Một số bạn phim rất nổi tiếng như là ba em viết tàu lai, một cái sản phẩm đình đám ở trên thị trường mà rất là nhiều người sử dụng. Giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kính lái Zcool XV70 là mã siêu cách nhiệt. Chúng ta sẽ thử qua đây. Loại bỏ UV400 tới 100%, tức là không có một cái tia UV nào có thể xuyên sáng qua cái mã phim này dán lên kính được. Quý vị thấy không ạ? Và cái thứ hai là loại bỏ tia hồng ngoại. Nó loại bỏ hết 91% đấy, 91%. Và cái độ xuyên sáng của nó là 61. Cái phim này nó thuộc dạng qua máy thông số thì nó lại chất lượng cao rồi quý vị, theo trên thị trường. Đó là mã kính lái